Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Fonsai Alonso. Hôm nay mình sẽ test cây đàn Mantic AG650SC. Với một cây đàn tầm tiền như thế này thì mình thấy giá rất là ok. Rồi mình thấy cây đàn này là action thì rất dễ bấm và âm thanh rất tốt. Các bạn hãy qua Guitar Plus 14B Hào Nam để thử nghiệm cây đàn này.